Có rất là nhiều anh em hỏi cái cục đẩy LT4000 Flut của bên em là có chơi sự kiện ngoài trời được không? Có đánh ra những cái cặp loa bát 40 được không? Thì cái mẫu này thì bên em đã test ngoài trời rất là nhiều rồi anh em nhé. Và bán cho anh em làm sự kiện đám cưới khá là nhiều. Công suất của nó đạt chuẩn là 1000W em nhé. 1000W một kênh, con này tiếng đánh nó rất là sáng tiếng và nó rất là thoát tiếng. Nghe rất là ok đúng không? Rất là hay. Thì với cái mẫu đẩy LT4000 Flut này được thiết kế nên tới là 72 sò là JVK. Chúng ta có thể chơi gia đình được và chơi sự kiện ngoài trời cũng rất ok. Nếu mà chơi sự kiện ngoài trời thì một kênh này anh em có thể đánh tốt ra, một kênh đánh ra một cặp loa bát 30 anh em nhé. Nếu như loa bát 30 từ 170 côn 76 thì anh em có thể chơi mỗi kênh này đánh ra một cặp ok ạ. Còn đâu nếu các bác mà chơi những cái dòng loa bát 40 thì chúng ta có thể chơi mỗi kênh đánh ra một chiếc loa bát 40. Đánh như thế tiếng nó căng, bởi vì là công suất của đẩy bao giờ cũng phải lớn hơn công suất của loa đúng không ạ, thì chất âm nó mới thoát lên được. Đấy. Ok dạ, thì cái sản phẩm đẩy LT4000 Flut này bên em đã bán rất là nhiều rồi. Tiếng rất là hay và độ bền rất là cao. Đấy, hôm nay thì cũng bỏ ra test cho hai bác khách hàng của bên em. Thì nhân tiện đây thì sẽ làm cái video anh em nhé. Các bác mà quan tâm có thể gọi điện. Tem bảo hành chống hàng giả này. Ok chưa? Đó. Hàng này thì quá chất rồi. Em sẽ bật công tắc nguồn lên và sẽ test để cho anh em cùng nghe nhé. Một kênh này em sẽ đánh ra một quả loa bát 40 và một quả loa bát 30. Đó, đánh căng luôn. Ok chưa? Test thì cũng sẽ test nhạc cắm vào đẩy thôi. Căng luôn anh em nhé, con này đánh rất là căng. Một kênh là một kênh một này, ok chưa, kênh một này sẽ đánh ra một loa bát 40 và một loa bát 30 S12. Kênh hai này, ok chưa, kênh hai sẽ từ phía bên kia anh em nhé. Đã mở to, mở tầm 11 giờ đây, nghe quá đã luôn. Đang chơi hai kênh đánh ra 4 loa nhá, hai kênh đánh ra 4 loa. Hai loa bát 30 và hai loa bát 40 bên dưới. Đẩy này thì các bác làm sự kiện đám cưới ngoài trời hoặc là làm quán bar phòng trà chơi thì cục đẩy LT4000 Flut này thì rất là yên tâm, tiếng đánh quá hay luôn. Bây giờ sẽ test sang hai kênh còn lại. Ở đây em đang cái lối từ cắm trực tiếp vào thôi. Cắm này lấy nhạc cắm từ máy tính và cắm trực tiếp vào nhé. Này chất âm mấy chúng ta nghe mới chuẩn được đúng không ạ? Và sẽ test một cái bản nhạc em test một cái bản nhạc không lời nhé. Chúng ta cảm nhận được cái sự rõ rệt của cái cục đẩy LT4000 Flut này. Nghe rất là hay. Kênh 3 này. Ok chưa? Kênh 3 sẽ đánh quả loa bên kia. Đó. Kênh 4 này.
LT4000 Plus. Một trong những mẫu đẩy rất là hay, sự lựa chọn tốt nhất cho anh em chơi sự kiện hoặc là chúng ta chơi gia đình đều ok. Giá bán công khai 9 triệu đồng em nhé, 9 triệu đồng cục đẩy, chưa gồm phí ship. Cân nặng cục đẩy này thì khoảng tầm 35 kg. Đấy, khoảng tầm 35 kg. Rất là đẹp và rất là chất lượng. Hơi nhích lên một chút thì nó rất là ok rồi. Sản phẩm này thì các bác có thể thấy là hình thức mặt nó rất là đẹp. Con này mặt đúc anh em nhé, mặt đúc luôn. Đấy, ok chưa? Tay xách hai bên, rất là chất. Chiếc api, chiếc api em nhé. Sử dụng sò LGVK, chính vì vậy nó cho ra một chất âm rất là tuyệt vời, rất là sáng tiếng. Độ bền rất là cao. Thì các bác quan tâm đến mẫu đẩy hay như thế này, có thể trực tiếp với bên em. Một cái video test đẩy 4 kênh là thêm 1.000 Plus. Anh em quan tâm thì liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.